Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, mở đầu chương trình là bản tin y tế với những thông tin đáng chú ý. Hưng Yên tổ chức chiến dịch uống vitamin A đợt 1 năm 2019 vào 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Hơn 9.000 trẻ được tiêm vaccine 5 trong 1 Combify an toàn. Bệnh viện nhiệt đới sàng lọc miễn phí viêm gan B và C tại cộng đồng. Nguy hại từ mỹ phẩm rẻ tiền trôi nổi trên thị trường. Nối tiếp chương trình, mục thầy thuốc với người bệnh sẽ đề cập về dị tật sứt môi hở hàm ếch ở trẻ. Bài thuốc dân gian sơ cứu khi bị rắn độc cắn sẽ có trong mục cẩm nang y học. Phần cuối chương trình, câu chuyện y tế sẽ đề cập về những hệ lụy khi không điều trị phổi tắc nghẽn mãn tính định kỳ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ triển khai cho trẻ uống vitamin A đợt 1 trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, với mục tiêu bảo đảm 100% đối tượng được uống vitamin A. Ba nhóm đối tượng được uống vitamin A liều cao gồm trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao như trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp, trẻ bị nhiễm sởi, trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ, và nhóm phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng. Chiến dịch được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn tỉnh nhằm cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em địa phương. Vi chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng, khi thiếu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A. Tại Hưng Yên, vaccine Combify được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 2 năm 2019. Đến nay đã có hơn 9.000 trẻ được tiêm loại vaccine này, không xảy ra tai biến. Theo số liệu từ Hệ thống Quản lý Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, sau 3 tháng triển khai, Hưng Yên đã có hơn 9.000 trẻ được tiêm vaccine Combify. Trong đó, có gần 600 trường hợp trẻ xảy ra phản ứng thông thường như sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, quấy khóc. 36 ca phản ứng nặng, sốt cao, quấy khóc kéo dài, chiếm khoảng 0,4%. Các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi xử trí. Để bảo đảm an toàn cho trẻ, sau khi bé tiêm vaccine Combify, phụ huynh cần cho con ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra. Tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng. Khi có biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng đưa trẻ tới các cơ sở y tế. Nằm trong chương trình điều tra tình hình nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C tại cộng đồng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên đang tiến hành khám sàng lọc miễn phí viêm gan virus B và C cho người dân ngay tại các địa phương. Chương trình khám sàng lọc sẽ được tiến hành tại các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Người dân sẽ được các y bác sĩ thăm khám, lấy máu xét nghiệm để xác định bệnh nhân có nhiễm viêm gan virus B, C không. Sau một tuần, kết quả sẽ được trả về từng người dân. Dựa trên kết quả đó, những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được tư vấn xuống bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm tiếp theo, kiểm tra chức năng gan cụ thể, đo tải lượng virus, từ đó có hướng điều trị kịp thời. Nếu bệnh nhân nằm ở ngưỡng cần điều trị thường xuyên, sẽ được hướng dẫn điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, cấp sổ điều trị ngoại trú, thường xuyên được thăm khám và cấp phát thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế tại viện. Do thời tiết thay đổi thất thường đã dẫn đến số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh lý về tai mũi họng tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, theo thống kê của khoa ngoại chuyên khoa, hiện khoa đang điều trị cho gần 40 trẻ, trong đó tỷ lệ trẻ bị các bệnh lý tai mũi họng như viêm tai giữa, viêm A, viêm VA, viêm mũi xoang chiếm khoảng 70%. Nếu so với một tháng trước đó thì tỷ lệ này tăng 30-40%. Theo các bác sĩ điều trị tại khoa, nguyên nhân của tình trạng này là do thời tiết thay đổi thất thường, từ nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus hoạt động gây ra các bệnh lý về tai mũi họng. Khô mắt vốn được coi là căn bệnh của người già do việc tiết nước mắt và chất lượng nước mắt suy giảm, thế nhưng hiện nay căn bệnh này đang có xu hướng xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Ghi nhận tại Bệnh viện Mắt tỉnh Hưng Yên, bệnh khô mắt thường xuất hiện nhiều vào mùa hè và đã ghi nhận những người đang trong độ tuổi lao động, thậm chí là cả học sinh. Các bác sĩ cho biết, dù chưa có nghiên cứu chính xác, nhưng số người trẻ mắc bệnh khô mắt đang có xu hướng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là do lối sống và điều kiện làm việc. Những người thường xuyên sử dụng smartphone, tiếp xúc nhiều với máy tính có nguy cơ mắc bệnh khô mắt.
Để phòng tránh căn bệnh này, mọi người nên chú ý trước mắt thường xuyên, đeo kính bảo hộ khi đi ra ngoài trời nắng nhằm hạn chế việc thoát hơi nước ở mắt. Mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng, nên dù không rõ nguồn gốc thì nhiều loại mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường vẫn được nhiều người lựa chọn. Tại một gian hàng bán mỹ phẩm ở chợ gạo thành phố Hưng Yên, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 50 đến 100 nghìn đồng là đã có thể sở hữu ngay những sản phẩm chăm sóc da như phấn nền, nước hoa hồng, son môi, kem dưỡng, v.v. của các hãng nổi tiếng như Essan, Ohui, Pol. Giá chỉ bằng 1/3 đến 1/5, thậm chí 1/20 giá trị của sản phẩm thật đang có trên thị trường. Nhiều mặt hàng thậm chí không có đơn vị sản xuất, không hạn sử dụng, không có tem chống hàng giả, nhưng vẫn được người bán hàng khẳng định, hàng xách tay, hàng giả sẽ đền tiền gấp đôi. Trước đó, đầu tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 4 tấn mỹ phẩm lậu chứa trong 124 thùng, gồm các loại mỹ phẩm tẩy da chết và làm trắng da. Khi nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng, thì tình trạng buôn bán các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Người tiêu dùng cần cảnh giác, nâng cao hiểu biết trong việc lựa chọn mỹ phẩm, chọn cơ sở mua mỹ phẩm tin cậy, không nên ham rẻ để tránh xảy ra những tác hại đáng tiếc đến sức khỏe. Sứt môi hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh thường gặp, làm biến đổi khuôn mặt của trẻ. Việt Nam nằm trong top những quốc gia có tỷ lệ trẻ bị mắc dị tật nhiều nhất trong khu vực. Ước tính cứ 500 đến 1.000 trẻ chào đời sẽ có một trường hợp bị dị tật trên. Làm gì để phòng tránh dị tật này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào thì gây nên cái dị tật sứt môi hở hàm ếch ạ? Sứt môi hở hàm ếch là một cái bệnh mà dị dạng vào vùng mặt, ảnh hưởng rất lớn thẩm mỹ. Nhưng mà sứt môi hở hàm ếch thì nó có một số cái bệnh sứt môi không hở hàm ếch và hở hàm ếch không sứt môi và sứt môi hở hàm ếch kết hợp cùng nhau. Thì nguyên nhân bây giờ có rất nhiều nguyên nhân, người ta đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân. Thì tựu chung lại có một số nguyên nhân thường gặp. Thứ nhất là nguyên nhân do nhiễm một số virus cái siêu vi trùng, ví dụ như cúm hoặc rubella. Thứ hai nữa là nhiễm độc môi trường. Thứ ba nữa là những bệnh nhiễm vi khuẩn, trực khuẩn như là giang mai cũng thể bị, và ô nhiễm môi trường và chất phóng xạ. Và đặc biệt là dùng thuốc, ví dụ như dùng thuốc corticoid thì có thể trong thời kỳ mang thai đầu, đặc biệt 3 tháng đầu thì là hay gây cái hở hàm ếch. Và trong hở hàm ếch thì chủ yếu là bị 3 tháng đầu thời kỳ nắp ráp các tổ chức ở vòng môi và hàm ếch. Thì từ tuần thứ 4 và tuần thứ 7 là rất hay gây ra một cái hở hàm ếch. Đấy là cái nguyên nhân gây ra hở hàm ếch về bệnh lý. Còn về mặt sinh hoạt hàng ngày thì hở hàm ếch có thể là những trường hợp người mẹ mang thai thời gian đầu mà bị stress, tức là bị những cái suy nghĩ nhiều, căng thẳng thần kinh, bạo lực gia đình, thì cũng người phụ nữ cũng thể gây một cái hở hàm ếch, kết hợp hở hàm ếch. Và dinh dưỡng không tốt, suy kiệt cơ thể, suy nghĩ thần kinh thì cũng kinh tế khó khăn thì cũng làm gây một trong cái yếu tố thuận lợi cho hở hàm ếch. Thưa bác sĩ, hậu quả của cái dị tật này nguy hiểm như thế nào ạ? Cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy được là nó mất cái thẩm mỹ, nó rất là xấu, làm con người mất tự tin. Khi xấu mất tự tin thì người ta có thể tự kỷ, không tiếp xúc mọi người. Về mặt chức năng thì cái sở hàm ếch thì nó làm cho cái màng ngăn giữa vòm miệng và mũi họng nó không có, thì có thể là gây ra thứ nhất là trẻ nói ngọng hoặc không nói được hoặc chậm nói. Thứ ba là có thể là gây một cái viêm tai, mà viêm tai tăng tiết có mủ và trên 80%. Cái nữa mà khi hàm ếch thì có thể ăn dễ sặc, có thể gây dị tật đường hô hấp hoặc là chức năng sống. Thưa bác sĩ, sứt môi hở hàm ếch thì có di truyền không ạ? Sứt môi hở hàm ếch thì nó cũng yếu tố di truyền, nhưng mà kết hợp môi trường. Nếu bố mẹ bị hở hàm ếch thì để con có tỷ lệ hàm ếch, có tỷ lệ hàm ếch cao. Còn nếu bố mẹ mà bị hở hàm ếch nhưng mà đẻ một đứa con bị hở hàm ếch thì đứa con tiếp theo sẽ tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Còn nếu bố mẹ của hở hàm ếch mà đẻ đứa con đầu không sao thì đứa sau thì cũng nguy cơ sẽ thấp hơn, và hở hàm ếch phải kết hợp với lại môi trường, không nhất thiết là người bố mẹ hở hàm ếch mà đẻ con phải hở hàm ếch. Còn tuy nhiên thì những bố mẹ mà bị hở hàm ếch thì đẻ con sẽ tỷ lệ cao hơn những bố mẹ bị hở hàm ếch hoặc sứt môi nhiều hơn người bố mẹ bình thường. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì có thể phát hiện sớm cái dị tật sứt môi hở hàm ếch này bằng cách nào ạ?
Hở ếch là thường là nó liên quan dị tật trong 3 tháng đầu đầu tiên, từ tuần thứ tư đến tuần thứ bảy. Thì muốn phát hiện sớm thì chúng ta, những người bà mẹ mang bầu thì bằng cách này đi khám sàng lọc trước sinh, thường là từ tuần 21, 24 là người ta phát hiện ra rồi, bằng siêu âm, bằng khám theo dõi định kỳ tại trung tâm sinh sản để theo dõi cái sự phát triển thai nhi. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay thì có những cái biện pháp nào để khắc phục dị tật sứt môi hở mã ích ạ? Cái biện pháp tốt nhất là chúng ta phải phẫu thuật. Đấy. Còn phẫu thuật ở tùy thời điểm nào thì các bác sĩ sẽ phẫu thuật, sẽ khám và xác định để thời điểm phẫu thuật và phẫu thuật tạo hình môi và hở ếch, thì đấy là những cái phương pháp điều trị duy nhất để vừa tạo hình thẩm mỹ và tạo hình chức năng để tránh hở ếch. Những cái phụ nữ chuẩn bị ở mẹ về mặt phòng bệnh thì phải phải tiêm phòng đầy đủ những cái bệnh trước khi mang thai, ví dụ như tiêm phòng đầy đủ như sởi, quai bị, rubella, tiêm phòng cúm để trước khi mang thai. Thứ hai là trong quá trình mang thai phải ăn uống đầy đủ, cung cấp các vitamin, đặc biệt axit folic tức là vitamin B9, sống sinh hoạt thoải mái tư tưởng thì sau này con lớn khỏe mạnh cũng như phòng được bệnh hở mạnh. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Rắn là loài động vật sống trong môi trường hoang dã, ít khi tấn công con người, mà chỉ khi bị săn đuổi hoặc đột ngột gặp người, nó mới tấn công để tự vệ. Khi không may bị rắn độc cắn, thì điều quan trọng nhất chính là sơ cứu kịp thời, đúng cách, nếu không nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Trong chương trình hôm nay, Lương y Đỗ Đại Ngọc, Chủ tịch Hội Đông y thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc dân gian giúp sơ cứu hiệu quả khi bị rắn độc cắn. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một bài thuốc chữa rắn cắn. Bài thuốc này là bài thuốc nam mà các bạn tự tìm được. Khi bị rắn độc cắn thì lập tức ta phải tìm một sợi dây có thể buộc được, ta buộc ở bên trên chỗ rắn cắn. Ví dụ cắn vào tay ta phải lập tức ta buộc bên trên này. Nếu mà để lâu ta phải buộc dịch lên, mà lâu nữa ta lại buộc dịch lên. Khi buộc xong ta sẽ dùng kim hay gai hay là dao hay cái vật gì sắc, ta khía rộng cái vết rắn cắn và lập tức ta lặn càng nhiều càng tốt. Thì ta lặn ra thì cái lượng lọc mà nó chưa kịp dẫn lên nó sẽ theo máu nó đi ra ngoài, nó làm cho cái lượng lọc vào cơ thể chúng ta ít hơn và bệnh chúng ta sẽ nhẹ hơn. Thế sau đó ta sẽ đi tìm thứ lá nó gọi là cây bông mã đề, ta mới rửa sạch toàn bộ cả thân, ta cho vào khoảng độ một chét tay, ta cho vào cối, ta rửa sạch vẩy kiệt giã thân nhỏ, ta dùng khăn mặt mùi xoa hay là khăn sạch, ta cho mà ta vắt lên một bát nước, xong ta uống, uống bát nước này xong ta tiếp tục tìm ba thứ lá nữa là cây cây thèn đen hoặc là phèn đen cũng là nó, và một cây nữa là cây cỏ gừng, và một cây nữa là cây cỏ môi còn gọi là phù đao diệp. Nó mọc lổi ở dưới mương, dưới ao ấy cơ, hay ở những cái dọc cây núa ấy, thì là nó hay có. Ba vị này kết hợp với vị bông mã đề, tức là bốn vị, ta mỗi một vị một một búng tay này thôi, bởi vì rắn cắn xong nó chưa kịp sưng thì ta bó nhỏ, mà nó sưng to đến đâu thì ta bó lá đến đó, thì giã thật nhỏ. Xong là ta mới dùng một cái lá chuối tây, ta hơ vào bếp ga cho nó mềm đi, xong ta đặt cái lá chuối ra, ta mới rải thuốc lên, xong ta đưa tay vào, ta đắp, ta cuốn, ta đắp. Cái lá chuối hơ nóng này nó có tác dụng, nó làm mềm và nó giữ không cho thoát hơi của tay ra, rồi nó bó chặt lên cái tay này để nó có một cái lượng để nó hút lọc. Và xong dùng băng garo lại cho kín, ví dụ sưng lên đây thì ta bó lên đây, và ta sưng ít thì ta bó ít. Khi các bạn sơ cứu và đắp xong, các bạn đến bệnh viện Bạch Mai là các bạn sẽ chữa thì nó an toàn hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm. Tại Việt Nam, tần suất mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là 9,4%. Diễn biến của bệnh hiện nay đang ngày một nhanh và nặng nề.
Nguyên nhân được cho là do tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào và việc không tuân thủ liệu trình điều trị dự phòng. Một câu chuyện y tế sau đây sẽ đề cập sâu hơn về vấn đề này. Bệnh nhân Đặng Quốc Mạo, năm nay 68 tuổi, quê ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Năm 2013, ông Mạo được phát hiện bị phổi tắc nghẽn mạn tính và đã có tiền sử hút thuốc lào 20 năm. Sau 6 năm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của ông đã bước vào giai đoạn cuối, đến việc đi vệ sinh cũng khiến ông khó thở. Giờ thì bệnh viện phổi tỉnh Hưng Yên đã trở thành ngôi nhà bất đắc dĩ của ông. Mỗi ngày phải thở oxy và khí dung, ông Mạo mới tiếc nuối về quãng thời gian đã qua vì không tuân thủ việc điều trị dự phòng. Không đi khám bệnh hàng tháng và uống thuốc dự phòng không đầy đủ là nguyên nhân chính khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của ông Mạo diễn biến nhanh. Kết quả chụp X-quang cho thấy đường thở của ông bị chít hẹp, hai phổi tăng sáng và bắt đầu có hiện tượng suy hô hấp. Mới đầu thì cũng đi khám nhưng sau vì nó cứ nặng thì khó thở lại đi xuống dưới huyện. Xuống huyện mà đỡ thì lại về, nhưng mà khoảng 3-4 năm nay thì là cái toàn xuống dưới tỉnh này. Thuốc thì khai là đợt đấy khám thì là mới uống, còn mãi mấy năm về đây thì uống thường xuyên. Bệnh nhân này là ông Phan Văn Trịnh, quê ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, đang điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hưng Yên. Ông Trịnh bị phổi tắc nghẽn mạn tính từ năm 2012, nhưng phải đến năm 2014, ông mới bắt đầu dùng thuốc điều trị dự phòng. Việc điều trị dự phòng cũng thất thường, tháng đi khám, tháng không, khiến bệnh tình diễn biến xấu. Đấy, thế thì bắt đầu nó thở rít đây này, rít ông thở, một thở mệt, ấy. Động làm hơi động chạm làm gì nó cứ thở mệt không thể tưởng nổi, xong rồi xịt hai nhát xong rồi nằm dài trong một lúc. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay có khoảng 70% là do hút thuốc lá, thuốc lào, còn lại là do yếu tố môi trường như ô nhiễm, khói bụi. Đây là căn bệnh chưa có thuốc chữa khỏi. Khi phát hiện bệnh, người bệnh phải điều trị dự phòng suốt đời để hạn chế diễn biến của bệnh. Hiện nay, người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có xu hướng diễn biến nặng, nhanh do những sai lầm trong điều trị như không tuân thủ điều trị hoặc sử dụng thuốc không đúng cách, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, chưa chú ý đến phục hồi chức năng hô hấp và nhất là vẫn tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ khiến bệnh không được cải thiện. Các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hưng Yên cho biết, nhiều bệnh nhân khi mới mắc bệnh, điều trị xong đợt cấp thì chủ quan tự ý dừng thuốc và không đi khám bệnh định kỳ. Cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh mãn tính, cho nên phải điều trị thường xuyên, duy trì kéo dài. Nếu mà không điều trị không nên đến trốn thì bệnh càng ngày càng nặng lên, đe dọa tử vong rất cao trong trường hợp là suy hấp, chết do suy hấp và suy kiệt. Đấy, mà tác nhân gây bệnh chính là chủ yếu là thuốc lá, thuốc lào hay môi trường khói bụi. Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hạn chế tối đa tiếp xúc với khói bụi và thuốc lá, thuốc lào, hay là uống thuốc, dùng thuốc thì thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Bây giờ đa số các trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh đều có cái phòng tư vấn về hen COPD. Thì khuyên những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hàng tháng đến khám định kỳ tại các trung tâm hen COPD của huyện với cả tuyến tỉnh định có hết. Thì đến khám bác sĩ sẽ tư vấn dùng thuốc như thế nào thì nó theo từng giai đoạn một. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nếu không tuân thủ điều trị, đặc biệt là điều trị dự phòng, sẽ diễn biến rất nhanh, khiến bệnh nhân khó thở, không thể hoạt động dù là những hoạt động nhẹ nhàng, cuối cùng bị suy hô hấp và tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo về cách sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc dạng xịt, cần phải theo hướng dẫn của nhân viên y tế để thuốc phân bố đều trong phổi mới mang lại hiệu quả điều trị tối đa. Cùng với đó, phải có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn đồ loãng, nóng, thức ăn mềm, dễ hấp thu. Chế độ ăn cần bổ sung thêm nước hoa quả, trái cây, rau xanh. Với bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, việc luyện tập phục hồi chức năng rất quan trọng. Người bệnh mới ở mức độ nhẹ hoặc trung bình nên duy trì luyện tập các bộ môn như đạp xe, đi bộ mức độ vừa phải từ 30 đến 60 phút tùy theo khả năng. Bệnh nhân nặng có thể giảm thời gian luyện tập hoặc có các phương pháp tập luyện khác như tập thở cơ hoành bằng cách hít sâu và thở mạnh ra hết sức, tập ho khạc đờm chủ động. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.